Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bất động sản Quyên Homes. Hôm nay mình sẽ nói về sau cơn nóng sốt, giá đất nền trên cả nước hiện nay thế nào. Sau khi cơn sốt nóng đất nền đi xuống, đã xuất hiện hiện tượng giảm giá khoảng 10 đến 20% so với thời kỳ sốt nóng. Đầu quý 2 năm 2021, hiện tượng tăng giá đất nền nóng cục bộ đã được kiểm soát sau khi chính phủ, Bộ xây dựng, Bộ tài nguyên và môi trường đã có các văn bản chỉ đạo để chính quyền địa phương kịp thời đưa ra các thông báo, cảnh báo cũng như công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất. Theo báo cáo tổng hợp của 55 trên 63 tỉnh, thành phố, sau khi cơn sốt nóng đất nền đi xuống, lượng giao dịch đất nền có xu hướng giảm so với quý trước, đã xuất hiện hiện tượng giảm giá khoảng 10 đến 20% so với thời kỳ sốt nóng. Tuy nhiên, lượng giao dịch vẫn thấp. Chi tiết giá đất nền tại một số thị trường sôi so động trên cả nước. Tại Hà Nội, giá hiện tại của một dự án đất nền như The Phoenix Garden Đan Phượng giá khoảng 32,2 triệu đồng trên mét vuông. Khu đô thị Inoha City Phú Xuyên Phú Xuyên giá khoảng 24,7 triệu đồng trên mét vuông. Oran Garden, Hoài Đức giá khoảng 39,1 triệu đồng trên mét vuông. The Ring Tau Sơn Mai, Trương Mỹ giá khoảng 14,5 triệu đồng trên mét vuông. Hòa Lạc Premier Residence Sơn Tây giá khoảng 13,9 triệu đồng trên mét vuông, vân vân. Tại Hải Phòng, khu Cứu trại xã Thí Đường, Khao Gia, Khang Dồi, Gò Gai, xã Thúy Sơn, giá đất đang giao dịch quanh mức 20 đến 25 triệu đồng trên mét vuông. Đất nền ở các xã Hoa Động, Lâm Động vân vân, hiện có giá hơn 15 triệu đồng trên mét vuông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu dân cư Phú Nhận 1 2 quận 2, khoảng 135,2 triệu đồng trên mét vuông, đào sư tích Residence, huyện Nhà Bè khoảng 51,2 triệu đồng trên mét vuông, khu dân cư Hồng Quang, huyện Bình Chánh khoảng 27,4 triệu đồng trên mét vuông, The Everest 3, quận 7 giá khoảng 108,3 triệu đồng trên mét vuông, Hân Phú 1, quận 9 giá khoảng 56,2 triệu đồng trên mét vuông, Tam Đa BCR, quận 9 giá khoảng 40 triệu đồng trên mét vuông khu dân cư Phú Sơn, Phạm Hưng Phú, huyện Nhà Bè giá khoảng 38,4 triệu đồng trên mét vuông, vân vân. Tại Bình Dương, giá giao dịch dự án khu đô thị Phúc Đạt, thành phố Thú Dầu Một khoảng 44,3 triệu đồng trên mét vuông, khu đô thị New Town 6, thị xã Bến Cát giá giao dịch tăng khoảng 8,6% lên mức 11,5 triệu đồng trên mét vuông, vân vân. Tại Đà Nẵng, dự án khu đô thị Nam Cầu, Nguyễn Chi Phương, Cẩm Lệ giá khoảng 33,9 triệu đồng trên mét vuông, dự án Đà Nẵng Bơ, Ngũ Hành Sơn giá khoảng 31,7 triệu đồng trên mét vuông, vân vân. Tại Đồng Nai, dự án Biên Hòa New Town 2, thành phố Biên Hòa, giá giao dịch khoảng 16,1 triệu đồng trên mét vuông. Dự án Long Hội Central Bond Nhân Trạch, giá khoảng 18,8 triệu đồng trên mét vuông, vân vân. Về diễn biến thị trường đất nền cuối năm 2021, các chuyên gia dự báo có thể tiếp tục xảy ra tình trạng tăng giá đất nền cục bộ tại các khu vực có quy hoạch trở thành các rạc khu, các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cùng với đó, hiện lãi suất ngân hàng thấp, dòng tiền trong dân còn lớn, tâm lý an toàn vẫn là bỏ vào bất động sản. Sau dịch Covid-19, nhiều người mong muốn mua mảnh đất xa thành phố để đó sau này làm second home, nhà vườn là xu hướng dễ thấy. Cùng với đó, dịch kiểm soát tốt, kinh tế phát triển trở lại kéo theo thị trường bất động sản tăng theo. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng nặng nề, suy giảm phát triển kinh tế do dịch Covid-19, nên thị trường dù có làn sóng nhỏ đầu tư nhưng khó xảy ra tình trạng sốt đất như đầu năm 2021. Chỉ ra những khu vực dễ sốt đất khi dịch đi qua, các chuyên gia cho rằng đó là đất nền khu công nghiệp Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, đất nền khu nghỉ dưỡng Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Hòa Bình, vân vân. Ngoài ra, địa phương nào có chủ đầu tư có dự án quy mô phát triển dài hạn thì đất nền cũng phát triển nóng theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh bất động sản Quyên Hôm nhé.